Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân mùa tạ ơn năm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị 10 cái lý do. Qua cái quan điểm của Kinh Thánh, 10 lý do tại sao chúng ta cần tạ ơn, và nói rõ ra là tại sao chúng ta cần tạ ơn Đức Chúa Trời. Dù bạn là tôn giáo nào, dù bạn ở một văn hóa nào, dù bạn ở một quốc gia nào hay là một thời đại nào, thì Đức Chúa Trời vẫn là tạo hóa của bạn, và Ngài ban cho bạn vô số ơn lành mà theo Kinh Thánh nói là sự ban cho của Ngài không xiết kể. Và hôm nay tôi xin trình bày 10 lý do. Lý do thứ nhất, Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi cũng như tạo dựng nên các bạn. Dù chúng ta thuộc bất kỳ màu da nào, thuộc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng mà chúng ta tuyệt đối được tạo nên hay được dựng nên bởi đấng tạo hóa. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải từ vườn hay là khỉ để rồi từ từ theo thời gian biến thành người. Chúng ta cũng không phải được tạo thành bởi một cái Big Bang nào đó. Chúng ta cũng không phải ở trên trời rớt xuống, hay là ở dưới đất chui lên, hoặc là do một số nguyên nhân nào đó mà tạo thành, hay là tự nhiên mà có. Tuyệt đối không phải. Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh cho biết, trong Thi Thiên 139 câu 13 cho chúng ta biết rằng: vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng. Chúa dựng nên chúng ta ở trong lòng mẹ, cha mẹ sinh chúng ta ra. Nhưng mà Chúa là cái đấng dựng nên chúng ta từ trong lòng mẹ một cách đáng sợ và lạ lùng. Cho nên cả thế giới ngày hôm nay, dù bạn là dân tộc nào, văn hóa nào, tôn giáo nào, chúng ta cần tạ ơn Thượng Đế. Ngài là Đức Chúa Trời tạo hóa của chúng ta. Lý do thứ hai, Đức Chúa Trời tạo nên cái vũ trụ ngày hôm nay. Đức Chúa Trời tạo nên trái đất muôn màu muôn vẻ để cho chúng ta thưởng thức, để cho chúng ta sử dụng. Ôi, chỉ có Đức Chúa Trời Ngài mới có thể làm nên những cái việc vĩ đại như thế cho nhân loại trong mọi thời đại, để hưởng dụng và thưởng thức cái tạo vật của Ngài. Trong Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 cho biết rằng: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất bằng một số lời phán của Ngài, thì vũ trụ được hình thành. Ngài dựng nên trăng sao tinh tú, Ngài dựng nên trời đất biển và những cái vật ở trong biển, Ngài dựng nên chim và cá, Ngài dựng nên cây cối thảo mộc, Ngài dựng nên biển cả sông ngòi, Ngài dựng nên không khí hơi thở, Ngài dựng nên mưa nắng gió chấm chấm chấm. Tất cả đều được Đức Chúa Trời dựng nên. Ngài dựng nên trời và đất, cả vũ trụ này bởi Đức Chúa Trời dựng nên. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả những gì Đức Chúa Trời dựng nên đều do bởi Ngài, vì Ngài, hướng về Ngài,
và sống cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta không ngần ngại để lớn tiếng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài tạo ra cái thế giới muôn màu muôn vẻ tuyệt đẹp. Cái vũ trụ bao la kỳ diệu này để cho chúng ta hưởng dụng và chúng ta thưởng thức mỗi ngày. Lý do thứ ba, Chúa tạo nên cái vũ trụ này, cái thế giới này đã là một kỳ công, đã là một cái ơn lớn cho chúng ta. Nhưng mà Ngài không dừng lại ở đó, Ngài ban cho cái quyền, Ngài ban cho chúng ta quyền để cai trị cái thế giới Ngài dựng nên, từ sông nước, từ chim chóc, từ thú vật, từ các loài cá. Nói thông lại là tất cả những cái tạo vật của Ngài, Ngài đặt dưới cái quyền quản trị của con người. Và đặc biệt nếu bạn là con cái của Chúa, là những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và làm chủ của cuộc đời mình, thì Ngài còn ban cho bạn cái quyền để đồng cai trị với Ngài, không những đời này nhưng mà mãi đời đời về sau. Một cái địa vị hết sức cao trọng ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Lý do thứ tư, mặc dù Chúa Ngài dựng nên tất cả để cho chúng ta hưởng thụ, Chúa Ngài ban cho chúng ta quyền cai trị trên tạo vật của Ngài, nhưng mà chúng ta con người sai phạm rất nhiều lầm lỗi. Tất cả chúng ta đều phạm tội chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đều phạm tội, làm thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không có một người nào công chính ở trên trái đất này, dù một người cũng không. Tuy nhiên, Chúa Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta bằng một cái tình yêu vô điều kiện. Ôi đó thật là tuyệt vời. Chúng ta là một tác phẩm tuyệt vời, rất là tốt lành ở trong mắt của người, và Ngài yêu nhân loại. Và do đó Ngài bằng lòng làm tất cả vì chúng ta. Dù chúng ta phản bội Ngài, dù chúng ta chống nghịch lại với Ngài, dù chúng ta bất tôn Ngài, dù chúng ta không lo nhận biết Ngài, dù chúng ta không thờ phượng Ngài, dù chúng ta không tôn vinh Ngài, dù chúng ta làm rất nhiều điều chống nghịch lại với tạo hóa, đứng tạo nên cả vũ trụ vạn vật, nhưng mà Ngài vẫn yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Trong Roma đoạn 5 câu 8, trong sách Roma, nếu quý vị nào có sách Roma, tức là một sách kinh thánh ở trong Tân Ước ha, đoạn số 5 và câu số 8 bày tỏ cái tình yêu của Chúa như thế này: nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu, vì chúng ta chịu chết. Chúng ta là tội nhân, có người tội nhỏ, có người tội lớn, có người thì ăn cắp, có người thì chửi thề, có người thì vu khống, có người thì trộm cướp, có người thì tà dâm, có người thì cướp của, có kẻ là đi giết người và thậm chí giết hàng loạt. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Chúng ta là những tội nhân, tội lớn hay tội nhỏ, Ngài đều có thể yêu thương chúng ta. Và Ngài chấp nhận chịu chết thế để đền tội cho chúng ta, trong khi chúng ta còn chống nghịch lại với Ngài, trong khi chúng ta còn là tội nhân. Tạ ơn Chúa vì Ngài yêu chúng ta, yêu nhân loại vô điều kiện.
Thứ năm, lý do thứ năm chúng ta tạ ơn Chúa là vì Ngài không muốn bất kỳ một người nào trong chúng ta bị hư mất. Nhưng mà Ngài muốn ban cho tất cả chúng ta sự sống đời đời vĩnh cửu ở trong nhà của Ngài. À, quý vị nào có kinh thánh thì xin dựa ra Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9. Sách Phi-e-rơ nhì đoạn số 3 câu số 9. Lời của Chúa chép như thế này: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia thường tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chúa không muốn bất kỳ một người nào chết mất. Thưa quý vị, người không tin Chúa phải trải qua lần chết thứ hai, đó là bị đưa vào ở trong cái hồ lửa đời đời để chịu cái hình phạt đời đời, đó gọi là lần chết thứ hai. Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ một người nào phải chết một lần nữa, tức là chết về mặt linh hồn. Chết một lần nữa có nghĩa là bị ngăn cách vĩnh viễn với Chúa, phải ở trong một cái hồ lửa đời đời, lửa không bao giờ tắt, ở trong một cái môi trường không có ai ưa thích. Nhưng mà Chúa Ngài muốn tất cả chúng ta đều được sự sống đời đời chỉ nhờ vào tin Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và làm chủ của mình. Hallelujah, hallelujah. Tin lành đoạn Giăng, trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 3 câu 16 nói cho chúng ta rất rõ về điều này. Chính Chúa Giêsu phán rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ôi, ở với Chúa ở trên thiên đàng mãi mãi, hạnh phúc vĩnh cửu, đó là một món quà hết sức lớn lao Chúa dành sẵn cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Hallelujah. Chúng ta cảm tạ Chúa vì điều đó, bởi vì đó là một phần thưởng hết sức lớn lao, hết sức vĩ đại trong cõi đời đời. Lý do thứ 6 đó là Đức Chúa Trời Ngài ban Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời ngôi ba, cho tất cả những ngài, những ai mà trong đời khao khát. Khi Chúa Giêsu được tôn vinh, được ngự lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, thì Ngài nhận Đức Thánh Linh từ nơi Cha như điều Cha đã hứa, và đổ xuống trên mọi loài xác thịt, trên cả tôi trai và tớ gái, tức là những kẻ yêu mến Ngài, những kẻ trong đời Ngài, những kẻ khao khát Ngài. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ngôi ba đến với chúng ta. Đức Chúa Cha ban tặng cho chúng ta như là một món quà. Ngài là đứng giúp đỡ chúng ta về mọi mặt, về mọi phương diện. Ngài ở với chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta, Ngài ban ơn cho chúng ta, Ngài thêm sức cho chúng ta, Ngài cáo trách chúng ta, Ngài cầu thay cho chúng ta, Ngài biện hộ cho chúng ta, Ngài bênh vực cho chúng ta. Và Ngài rất muốn thông công với bạn và tôi. Ngài muốn chúng ta có một mối tương giao mật thiết với Ngài. Ngài là thần của chân lý, và Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật
Ngài nhắc nhở cho chúng ta mọi điều Đức Chúa Trời đã phản dạy vào chúng ta. Đức Thánh Linh là đấng quan trọng nhất ở trong thế giới ngày hôm nay, đối với tôi cũng như đối với bạn. Bởi vì Ngài chính là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, với một quyền năng vô hạn và một sự khôn ngoan vô hạn. Ngài là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tài, bất biến. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta ở trong mọi sự. Cho nên chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Điều thứ bảy, chúng ta tạ ơn Chúa. Đó là vì Chúa Ngài chăm sóc chúng ta. Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta hoàn toàn khác với bất kỳ một con người nào ở trên thế gian này chăm sóc cho chúng ta. Bởi vì không ai làm tốt giống như Chúa. Không ai có thể sánh kịp với Ngài trong việc chăm sóc cho chúng ta. Chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn cái nhu cầu khác nhau. Nhưng nếu được Chúa chăm sóc thì chúng ta chẳng thiếu thốn gì. Xin quý vị cùng mở Thi Thiên 23 để chúng ta thử đọc vài câu xem Chúa Ngài chăm sóc chúng ta như thế nào. Thi Thiên ở trong Cựu Ước, sách Thi Thiên và đoạn số 23 nha. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bộ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dẫu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cái trường và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật tròn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ôi Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta không những chỉ một năm, không những chỉ 100 năm ở trên đất, nhưng mà Ngài chăm sóc chúng ta cho đến lâu dài, cho đến đời đời. Khi Ngài chăm sóc chúng ta thì chúng ta không còn thiếu thốn gì. Ngài sẽ chu cấp chúng ta mọi nhu cầu cần thiết. Và dù chúng ta đi qua trùng của bóng chết, dù bình dịch, dù chiến tranh, dù sóng thần, dù đồng đất, dù tai họa, dù tôi đi qua trong trùng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, Chúa chăm sóc cho tôi, và Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù tôi. Không có một kẻ thù nào có thể làm hại đến tôi, và Ngài ban quyền phép cho tôi để tôi dày đạp rắn và bỏ cả tất cả mọi quyền lực tối tăm ở dưới chân tôi. Hallelujah. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là đấng chăn giữ tôi. Cảm tạ Chúa về điều đó. Chúa là đấng chăm sóc tôi. Cảm tạ Chúa. Và thưa quý vị, quý bạn, điều thứ 8, lý do thứ 8, chúng ta tạ ơn Chúa là vì Chúa cứu chúng ta. Ngài là cứu Chúa duy nhất của thế gian. Ngài là đấng đã sống, Ngài là đấng đã chết, hiện nay đang sống và cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài có quyền trên thân thể của chúng ta, cũng như có quyền trên hồn linh của chúng ta. Và Ngài có quyền giải cứu chúng ta khỏi mọi tai họa, khỏi mọi bệnh dịch. Và Ngài có quyền giải cứu chúng ta khỏi mọi sự áp bức hay là mọi sự khống chế của quyền lực tối tăm.
kẻ ác sẽ không làm hại gì chúng ta được, và kẻ thù sẽ đến làm hòa với chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là đứng cứu tôi, Ngài chữa lành tôi, Ngài hồi phục cho tôi, Ngài làm cho tôi trở nên tốt lành và trọn vẹn. Ngài cứu thể xác tôi, nhưng mà Ngài cũng cứu về tâm linh của tôi. Thể xác này chết đi, nhưng mà Ngài có quyền ban cho tôi một thể xác, một thân xác vinh hiển hơn trong ngày Ngài trở lại để phán xét cuối cùng. Tôi sẽ được mặc lại một cái thân xác vinh hiển do Ngài ban cho. Và tôi không còn bị định tội trước tòa án trắng của Ngài. Nhưng mà tất cả những điều gì tôi lỗi lầm của tôi thì chính Ngài đã gánh thế cho tôi, đổ máu ra trên thập tự giá và chuộc tội cho tôi. Hallelujah. Ngài đã giải cứu tôi từ vương quốc tối tăm và đưa tôi vào trong cái vương quốc thiên đàng của Ngài, vương quốc sáng láng của Ngài. Tôi không còn sợ bất kỳ một cái bệnh dịch nào hay là một cái dịch lệ nào. Tôi cũng còn sợ bất kỳ một kẻ thù nào hoặc là một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nào. Bởi vì Chúa cứu tôi, Ngài là cứu Chúa của tôi. Và thưa quý bạn, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta, không giống như bất kỳ một cứu Chúa nào khác. Bất kỳ một ai giải cứu hay giúp đỡ cho chúng ta đều rất hạn chế. Nhưng mà riêng Đức Chúa Trời là đứng toàn năng, thì Ngài giải, có quyền giải cứu chúng ta khỏi mọi điều ác. Ở trong Công Vụ đoạn 4 câu 12, trong Công Vụ là ở trong Tân Ước ha, sách Công Vụ đoạn 4 và câu 12, lời của Chúa khẳng định như thế này. Công Vụ đoạn 4 câu 12: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Thưa quý vị, cứu ở đây là cứu một cách trọn vẹn. Chúng ta có thể giải cứu một người bạn của mình, nhưng mà đó chẳng qua là tạm thời và một lần hoặc hai lần hoặc một vài lần. Nhưng mà sự giải cứu của Đức Chúa Trời là một cái sự giải cứu tuyệt đối, một sự giải cứu vĩnh viễn và một sự giải cứu đời đời. Và trong cõi đời đời chúng ta không còn phải lo sợ bất kỳ một điều gì. Cho nên sự giải cứu của Chúa là sự giải cứu có một không hai. Cho nên Kinh Thánh mới khẳng định dưới bầu trời này không còn một đấng nào khác, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể giải cứu chúng ta. Hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Lý do thứ 9, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài luôn luôn ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta vâng lời Ngài. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 cho chúng ta biết vô số, Ngài liệt kê ra vô số các cái phần thưởng Ngài có thể thưởng ban cho chúng ta khi chúng ta vâng lời Ngài ở trên đất. Nhưng mà khi quý vị đọc qua Ê-phê-sô đoạn 1, đoạn 2 thì chúng ta thấy rằng Ngài không những thưởng chúng ta ở trên đất, nhưng mà Ngài còn thưởng chúng ta với tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, trong cõi đời đời, đời này và đời sau, trong đời tạm này và trong đời đời về sau. Ôi Chúa, Ngài thưởng cho chúng ta tất cả, dù chúng ta làm cho người anh em chúng ta, cho chúng người anh em chúng ta một ly nước lành mà thôi, thì Chúa nói quả thật phần thưởng của các ngươi sẽ không bị mất đâu. Chúa sẽ thưởng tất cả những gì
bạn và tôi làm để yêu tha nhân. Bởi vì chúng ta đáp ứng lại sự kêu gọi của Ngài, vâng lời Ngài. Hallelujah. Và tôi biết rằng Chúa Ngài có những phần thưởng vô cùng vĩ đại ở trên thiên đàng. Ngài có thể thưởng cho bạn những cái mạo triều thiên ở trên thiên đàng. Ngài có thể thưởng cho bạn cái những cái vương quốc ở trên thiên đàng. Ngài có thể ban cho bạn những phần thưởng mà theo lời của Ngài, đó là những phần thưởng lớn lắm. Ngài cho bạn đồng sống với Ngài, đồng cai trị với Ngài ở trên trời. Ngài ban cho bạn cơ nghiệp của Ngài, thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Ngài nhận bạn làm con cái của Ngài. Tất cả những điều đó là những phần thưởng vô cùng lớn lao. Có thể bây giờ chúng ta không có tưởng tượng ra được là nó lớn lao chừng nào. Nhưng mà khi gặp mặt Ngài thì chúng ta sẽ nhận ra điều đó. Đến nỗi Thánh Phaolô phải cầu nguyện: tôi cầu nguyện để xin Chúa mở mắt lòng của anh em, con mắt lòng của anh em được mở ra, để anh em nhìn thấy được cái cơ nghiệp phong phú dành cho các thánh đồ là thế nào, và cái quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời ban cho các thánh đồ là vĩ đại ra làm sao. Thế nên chúng ta tạ ơn Chúa Ngài là đứng ban thưởng và luôn luôn là đứng ban thưởng ở trong chỗ kinh nghiệm. Tất cả gì chúng ta làm tay trái mà chúng ta không cho tay phải biết, Ngài đều biết rõ và Ngài thưởng cho tất cả chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa về điều đó. Và lý do thứ 10 là lý do hết sức đặc biệt. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Kinh Thánh hứa rằng hệ chúng ta, bất kỳ ai tin nhận Ngài, tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì Ngài ban cho quyền phép trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Xin quý vị dỡ Tin Lành Giăng đoạn số 1 và câu số 12. Tin Lành Giăng đoạn số 1 và câu số 12 để chúng ta khẳng định lại một lần nữa. Đây là lời của Đức Chúa Trời phán hứa với tất cả chúng ta. Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh của Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời. Vậy khi chúng ta tin Ngài thì chúng ta được Ngài tái sinh, ban cho một tâm linh hoàn toàn mới giống hình ảnh của Ngài và trở thành con cái của Ngài. Và khi chúng ta đã là con cái của Ngài thì chúng ta sẽ được cơ nghiệp của Ngài. Ngài phán hứa với chúng ta rằng: hỡi bầy nhỏ đừng sợ, vì cha của các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Khi Ngài ngồi với các môn đồ, Ngài nói với họ: các con đã cùng chịu hoàn nạn với ta, ta sẽ ban cho các con một vương quốc, để rồi các con cũng được ăn chung bàn với ta, uống chung bàn với ta, và được ngồi trên ngai cai trị với ta, cũng giống như ta ngồi trên ngai của cha ta vậy. Và Ngài đã không tiếc, Kinh Thánh cho chúng ta biết, Ngài đã không tiếc chính con một của mình, mà Ngài đã ban cho chúng ta, giống như trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến độ đã ban con một của mình. Thì Ngài cũng không tiếc để ban cho chúng ta tất cả những gì thuộc về con ấy. Đức Chúa Cha Ngài đã giao mọi sự cho Đức Chúa Giêsu Christ. Và bây giờ chúng ta được thừa hưởng cả những gì Chúa Giêsu có. Ôi thật tuyệt vời khi Chúa Ngài, vua của thiên đàng, nhận chúng ta làm con của Ngài. Chúng ta là hoàng tử, là công chúa của vua trời, và chúng ta được hưởng tất cả cơ nghiệp của Ngài. Hallelujah. Thưa quý vị và quý bạn, còn rất nhiều lý do
Nhưng mà ít nhất chúng ta có nhiều, có 10 cái lý do để chúng ta thầm tạ ơn Chúa. Chúng ta lớn tiếng cảm tạ Chúa. Và để rồi chúng ta sống với cái tấm lòng biết ơn Chúa và phụng sự Chúa mỗi ngày. Chúng ta không cần phải tiếc bất kỳ một điều gì để hiến trọn hay là dâng trọn đời sống của chúng ta hầu việc Ngài. Hallelujah. Nguyện danh của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh được vinh hiển và được chiếu sáng qua đời sống của tất cả chúng ta. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Và xin trân trọng kính chào quý vị, chúc quý vị một mùa tạ ơn đầy phước hạnh.